Bác nào thích những chiếc xe mà nó to cao, mà nó dài rộng, chạy lại sướng nữa, thì đây, ngày hôm nay em có chiếc xe này review quay lên cho toàn thể các bác xem đây ạ. Một con xe phân khúc hạng D, sản xuất năm 2010, và giá tiền thì chỉ có trên 200 triệu đồng thôi các bác nhá. Quá rẻ luôn đúng không ạ? Phải nói quá rẻ luôn cho một con xe đẹp như thế này. Đây các bác nhìn xem. Bây giờ mua được xe gì phân khúc hạng D 2010 mà lại rẻ bằng dòng xe này đâu đúng không ạ? Đây các bác nhìn nhá. Rất chất luôn. Đẹp từ bên trong ra đến bên ngoài. Rồi đồ chơi của chiếc xe cũng đã được lên rất nhiều rồi. La răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS, lốp dày, đèn bi, đèn LED. Đây, hai quả đèn bi cho một cái đèn, và bốn quả đèn bi cho một cặp đèn pha các bác nhá. Thiết kế có đèn LED. Đây các bác nhìn xem, đèn LED của xe nó uốn lượn các bác nhìn này. Đây này, bật lên cực kỳ là đẹp nhá, cực kỳ đẹp và ngầu. Đèn gầm cũng sáng, đèn pha cũng sáng. Biển số đẹp, biển 6678. Biển này là dễ nhớ và đẹp rồi đúng không ạ? Có xi nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Mà đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023 luôn. Chiếc xe vẫn đăng kiểm được 1 năm một lần. Cho nên là đăng kiểm vẫn còn rất là dài các bác nhá. Có cửa sổ trời. Đây cửa sổ trời đứng đây các bác nhìn thấy này. Rồi vào bên trong nhìn thì được rõ nét nhất đúng không ạ? Phần nội thất bên trong của chiếc xe này được thiết kế ra nhìn rất là sang trọng. Nhìn rất là sang luôn, bởi vì đây là chiếc xe VIP, một chiếc xe mà lúc mới của nó là tiền tỷ, cho nên là khi người ta thiết kế ra người ta không tiếc đầu tư vào một số những cái vị trí như là phần tắp lô. Những phần tắp lô này bằng chất liệu da đấy các bác ạ, bằng chất liệu da đấy. Phần tắp lên cánh cửa nữa. Đây, những cái phần tắp lên cánh cửa này cũng bằng chất liệu da luôn nha các bác. Ở chỗ này của xe được thiết kế là ốp lốc này. Đây, chỗ này cũng được ốp viền lốc này các bác này. Ốp viền lốc này. Rồi. Và có những cái đồ chơi gì ạ? Đây các bác nhìn nhá. Có nút đề khóa thông minh start top. Đây ấn đây là hệ thống sẽ khởi động, màn hình cũng sẽ lên. Đây, màn hình đây nhá, màn hình loại này là cũng là loại xịn nhá. Màn hình loại xịn nhá các bác ạ. Đấy. Cảm ứng rất là nhạy. Và có điều hòa auto tự động nhá. Đây, điều hòa tự động của xe đây. Đấy, tắt bật nằm đây. Đấy, tắt nhá các bác. Tắt rồi. Điều hòa lạnh cực kỳ là sâu luôn. Ở chỗ này có engine để lỗ thông minh start top, có chìa khóa thông minh nằm ở trí đây. Đây chìa khóa đây các bác nhá. Đây, chìa khóa đeo cặp quần thôi. Nó không có chìa khóa cơ. Đây, chìa khóa hoàn toàn bằng điện tử. Và có chỗ mở cốp này và lốc khóa. Phun lốc và lốc các bác nhá. Vô lăng tích hợp có những cái phím điều khiển âm thanh. Đây các bác nhìn. Và đây các bác nhìn thấy này. Đấy. Được ốp mà kiểu dạng giống như là inox rất là sáng đẹp luôn. Và con túi an toàn ở giữa. Logo của xe vẫn còn đẹp luôn, vô lăng đẹp, logo đẹp nhá. Đấy, gương chống chói cũng đầy đủ đây. Đấy, thông tin của chiếc xe bên em cũng đã ghi và đặt lên trên đây rồi nhá. Đây là phanh tay. Đấy, và chỗ này các bác nhìn xem, nó rất là mới luôn. Đấy, chỗ này được thiết kế là dạng kiểu kim loại, rất là sáng đẹp. Cần số tự động của chiếc xe đây nha các bác. Và đây là hiển thị báo số ở vị trí này. Và chỗ này đấy ạ. Thì có một cái chỗ để cho mình gạt tàn thuốc lá và lấy điện ra 12V. Đây. Đây ạ. Đây nha các bác. Cốp đồ thì rất là to rộng. Đây cốp đồ đây. Rất sâu nhá. Và đây chỗ này là có túi khí an toàn này. Chỗ này thiết kế dạng carbon này. Thì rất đẹp, rất đẹp mắt. Rồi ok, tiếp tục nhá. Thì tắp lô em cũng quay cho bác mình như vậy là cũng tương đối là kỹ rồi đúng không ạ? Em sẽ quay đến vị trí khác em cũng quay tắp lô nữa. Và ghế của xe thì đẹp cả bộ. Bộ ghế da vẫn còn rất là mới. Một kèo nguyên các bác nhá. Xe bao cho bác là không tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích gì hết. Giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn, sang tên bình thường, sang tên bất cứ lúc nào. Hình thức đẹp, chất lượng tốt, máy số zin các bác nha, các bác lưu ý cho em nào. Máy số zin các bác nha. Quá tuyệt vời cho một chiếc xe. Số tiền các bác bỏ ra là không nhiều, máy số còn zin luôn. Và đây là một cái cánh cửa tiếp theo nữa mà em đang quay cho bác xem. Đây các bác nhìn này, bốn cánh của xe đẹp chưa. Chỗ này bằng chất liệu da. Và đây cũng là chất liệu da luôn nhá. Đây, da rất là sang đẹp này các bác nhìn này. Bốn kính điện đi xuống ầm ầm, rất là nhẹ và êm. Đây nha các bác. Tay nắm cửa xe là cốp lốc rồi. Đây vách cửa đây. Và trong này có cửa gió thổi về phía sau nhá. Đây cái cửa gió này là để thổi về hàng ghế phía sau. Và có gì nữa, đây các bác nhìn này. Một đôi màn hình ở trên gối. Màn hình trên gối luôn, đây các bác xem. Đấy, và có thảm trải sàn 5D nữa rồi. Anh chủ chức cũng đã được lắp thêm.
bộ ghế da của xe vẫn còn rất mới. Chỗ này có một cái tì tay và đựng đồ. Phía sau đựng đồ thoải mái nữa, vì khu vực này rất rộng các bác nha. Đấy, chân lý thiết kế có cửa sổ trời. Vâng, đây, có cửa sổ trời nhá. Đấy là phần nội thất bên trong của chiếc xe. Tôn vỏ của dòng xe Formandel này cực kỳ rộng. Vâng ạ. Chiếc xe Formandel nhá các bác, sản xuất năm 2010. Số tự động động cơ của xe máy chỉ có 2.3 thôi. Thực ra là 2.25, nhưng mà em sẽ đọc nó là thành 2.3 đi. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ dưới 10 lít trên 100 km. Một xe phân khúc hạng D mà mức tiêu thụ nhiên liệu như thế, mức tiêu thụ nhiên liệu như thế thì cũng là khá là hợp lý đúng không ạ? Khá hợp lý luôn. Nhưng xe này chạy cực kỳ là sướng các bác nhá, êm du luôn. Và to cao dài rộng, thân vỏ dày, thân sắc lặng các bác nhá. Sơn xi của xe này bóng đẹp cả con. Đấy các bác nhìn này, sơn xi xe bóng đẹp chưa? Có thể soi được gương. Kính của xe thì được bọc dán xung quanh toàn hiện toàn bộ rồi. Đấy các bác nhìn này, đẹp kính như thế đầy đủ. Giá của chiếc xe này thì em cũng sẽ nói ở cuối video nhá. Em nói qua ở cuối video. Đây là còn phần tia đuôi của chiếc xe. Đấy thì có thấy là đèn trước đẹp và đèn sau cũng đẹp. Đúng không? Và có cảm biến lùi ở phía sau, trang bị có đôi bô các bác nhá. Có camera lùi nữa. Đấy, đèn đây, đèn rất mới luôn này. Ở trên đây là cái dán kính nhá. Dán kính này thì các bác bỏ ra mấy trăm nghìn mình dán lại đi. Vì ở đây các bác nhìn này, cái ni lông bên trong là nó bị hơi nó vào rồi, cho nên nó có những cái lỗ như này. Đây, bóc đi, bóc hẳn cái ni lông bên trong đi nhá, để nhìn nó đỡ cho đẹp hơn. Mình dán cái ni lông khác hết có tầm khoảng mấy trăm nghìn thôi, nhìn đẹp hơn rất nhiều. Các bác nhìn xem nước sơn của xe rất là bóng mượt luôn này. Đấy, đây là mép cánh cửa của chiếc xe nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Và ngồi trên chiếc này thì tại vì là cái phần gioăng này nó dày này, nó dày, cho nên là ngồi bên trong cái độ cách âm của nó rất là tốt nhá, nó rất là tốt luôn. Bây giờ tắt đi cánh cửa của xe, để con xem tắt đi cánh cửa của xe nữa đây ạ. Đấy, tôi vào cắm này. Có cửa gió thổi phía sau bên đây nữa, bên kia nữa, hai cửa gió thổi về phía sau luôn đúng không ạ? Bác nào đang có tầm tiền hơn 200 triệu đồng, gần 300 triệu đồng thì đây là một mẫu xe em thấy là quá ok cho bác mua. Đấy, xe sang mà tiền thì lại ít đúng không ạ? Xe sang mà tiền thì lại không nhiều. Quá rẻ. Đây các bác nhìn này. Đây nữa nhá. Ok chưa? Đây, tắp đi cánh cửa xe bằng da nhá các bác. Bốn kính điện lên xuống êm ái nhẹ nhàng, lắp vào toàn bộ đây. Đấy, gương kính chỉnh điện nằm vào đây. Tay mở cửa đây. Các bác nhá, tay mở cửa đây. Dạ vâng. Ok nhá, đây là cái phần vách cửa này. Đấy, đây loa này, loa âm thanh nghe hay lắm. Hay cực kỳ luôn. Và đây là phần khu vực khoang khoang người ngồi lái. Ngồi lái các bác. Ghế bằng điện nhá. Ghế thiết kế chỉnh điện, không phải chỉnh cơ đâu. Xe sang mà chỉnh cơ nữa thì có làm gì đúng không ạ? Đây các bác ơi, các bác xem nhá, đây là cửa gió này, còn đây là vị trí chỉnh đèn này, chỉnh bật đèn đây. Táp lô đây, táp lô bằng chất liệu da xịn cho nên là rất là khó để mà hỏng để mà kém các bác nhá. Nhìn nó vẫn còn rất là mới theo thời gian luôn, tuy rằng là cũng là một thời gian dụng nó rồi nhưng mà táp lô của chiếc xe da vẫn còn rất đẹp. Hệ thống lái chuẩn và banh ăn, số nhảy mượt, máy số kỳ chất các bác nhá. Em rất kết về cái phần form của chiếc xe Formandel này luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn xem này, nó rất là dài luôn đúng không ạ? Nó rất là dài luôn này. Cao nữa, rộng nữa đúng không ạ? Na răng của xe được thiết kế nó là đa chấu. Nhìn rất khỏe xe. Rất là khỏe xe luôn. Lốp dày là cả bộ nha các bác. Cả bộ rất dày. Sơn xi soi được gương. Thân vỏ đẹp. Đấy, thân vỏ xe rất đẹp luôn. Kính của xe bọc dán xung quanh hết rồi. Góc đây. Đấy, em quay các bác xem phần đầu xong là sẽ quay đến phần máy và phần gầm cho các bác xem nốt. Đấy, xem nốt qua nhá. Đấy, đèn gầm đẹp, đèn pha cũng đẹp luôn. Đúng không ạ? Rất là long lanh. Đấy. Mặt nạ ga lăng của xe được ốp lốp rất là sáng bóng đẹp đẽ này. Cặp đèn pha của xe thì các bác có thể thấy là bên kia cũng được trang bị một đôi đèn bi. Bên đây cũng được trang bị một đôi đèn bi các bác nhá. Đây,
ok chưa ạ? Thì bác bốc máy gọi điện cho bên em theo ba số này là số 0938586307 hoặc 0389000555 hoặc 0335838389 nha các bác. Các bác alo cho bên em theo ba số đó để được chốt xe, cũng được tư vấn kỹ càng hơn về những con xe bên em đang bán, đang có các bác nhá. Rất nhiều xe được trưng bày bán tại siêu thị rồi Dương. Và đây là phần gầm này, gầm của xe đẹp nhá, không mục mọt đâu nhá các bác. Ok này các bác. Đây có gì đây. Gầm đây. Gầm đẹp nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ mở capo ra và cho các bác mình cùng xem phần động cơ. Động cơ máy 2.3, 4 máy thôi, không phải là 6 máy, không phải là động cơ V6 đâu các bác nhá. Đăng kiểm dài tốt buộc luôn. Đã zin lại còn chất nữa các bạn. Máy vừa zin vừa chất luôn. Đây là phần khoang máy động cơ xe đây này. Cái đĩa này đấy thì em sẽ dán nó lên nhá. Cái này nó cửa xuống này dán lên được. Máy của xe này đẹp rồi. Máy thì zin rồi. Các bác yên tâm về máy số, bên em kiểm tra máy và kiểm tra số rồi nhá. Máy số cực ngon luôn. Chất máy chất số của chiếc xe rất đảm bảo. Vì bên em đã kiểm tra, bên em test, bên em check, bên em kiểm tra trước khi xuống tiền là bên em đã kiểm tra hết rồi. Nói chung là yên tâm về động cơ, máy số và chất lượng xe. Mua về các bác đi luôn, dùng ngay thôi, phải sửa, phải đầu tư gì nữa nhá. Đây là phần gầm, cái đầu xe. Gầm ở dưới thì nó hơi bẩn thôi. Vâng, rất là giật là tình trạng chất lượng của chiếc xe. Em đã quay và giới thiệu cho bác xem xong rồi đấy ạ. Các bác gọi điện sớm để bên em chốt giá đẹp, sẽ có giá tốt nhất cho mình mua để làm sao hợp lý nhất các bác nhá. Đấy, không sợ cao, các bác cứ alo đi. Vâng, về những cái thủ tục như là các bác muốn sang tên đi thì bên em sẽ làm rút hồ sơ cho. Đấy. Trước mắt là sẽ rút hồ sơ cầm tay rồi, các bác về chỉ việc đi bấm biển thôi, bấm biển làm đăng ký mới thôi các bác nhá. Còn bên em sẽ hỗ trợ ship xe toàn quốc luôn, bất cứ tỉnh nào ở trên mọi miền Tổ quốc. Bên em thì ngày nào cũng bán 1 đến 2 con vào trong khu vực miền Nam. Đấy. Nên là bác nào trong miền Nam mà mình đang có nhu cầu mua chiếc xe bên em thì bên em sẽ ship tận nơi cho nhá, ship tận nơi luôn. Bên em có đổi xe và có thu mua lại tất cả những dòng xe đã qua sử dụng. Các bác có xe gì mang em mua cho. Đấy. Hoặc là giới thiệu cho em gửi tiền cà phê cho bác nhá. Gửi tiền hoa hồng đấy ạ. Địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh nhá. Bên em còn nhiều xe khác, có cả là gần 200 đầu xe các loại với phân khúc dòng tiền trên dưới 200, 300, 400, 500, 600, rất nhiều. Cả tiền tỷ cũng có luôn, mẹc tiền tỷ cũng có luôn các bác nhá. Dạ vâng. Rồi, các bác nhanh tay đi ạ. Ở chiếc xe này hiện tại bên em đang bán cho bác tổng khoảng 290 triệu, khoảng gần đó các bác nhá. Ở trên thường thường bên em vẫn bán cái dòng xe này nó tầm giá đó, và chiếc xe này thì cũng tầm giá đó các bác nhá. Dạ vâng. Video về chiếc xe này thì em quay xong rồi, xin được kết thúc và tạm dừng nó tại đây. Em sẽ quay trở lại và báo giá và quay cho bác mình, review cho bác mình trong những chương trình lần sau. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang, nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em nữa. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều ạ. Vâng.